Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em quay trở lại với một cái cây địa lan có nguồn gốc từ Trung Quốc. Đấy, hoa màu xanh vàng. Cái này là cây địa lan lục thanh hoa. Cái này cây có từ lâu rồi. Nguồn gốc xuất xứ là ở Trung Quốc. Và cây này thì bông hoa rất là to, sai bông rất to. Sai bông to nó khoảng tầm độ 5-6 cm thôi. Đấy, nó là cây rất to và rất là đẹp. Em đánh giá nó một cây rất đẹp. Bông ở dưới này của nó thì chưa căng vào bông trên. Cái này thì như cần hoa này nó có rất nhiều cần, nhưng mà cái bông dưới này nở sau, bông trên này lại nở trước. Đấy. Nhưng bông trên thì nó lại có một chấm đen gì đấy. Đây, anh chị nhìn ạ, đây, cái cánh nó khum. Đấy, còn gọi là chưa căng hết. Đúng không ạ? Chưa căng hết. Đấy, còn những bông trên này nó căng ra rồi này. Đấy, thì đây chính là cái cây địa lan lục thanh hoa. Xin lỗi tất cả mọi người. Cái cây địa lan lục thanh hoa như này thì em sẽ giới thiệu sơ qua và ngắn gọn một chút để chúng ta cùng tìm hiểu về cây địa lan lục thanh hoa này một cách đơn giản hơn. Cây địa lan lục thanh hoa này nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc, và cây này là cây thuộc dòng địa lan xuân, gọi là xuân lan ấy, bởi vì nó sẽ có thể nở vào dịp Tết hoặc là dịp mùa xuân, có nghĩa là sau Tết, thì thường sẽ nở vào tháng Giêng âm lịch. Còn như những cái cây không phải địa lan xuân ấy, thì hương thơm nó sẽ khác. Còn cây này nó xếp vào địa lan xuân bởi vì hương thơm như nhau và nó đều nở vào mùa xuân. Có một số cây nó cũng nở vào mùa xuân ấy, nhưng mà ví dụ như cây hạ lan hay cây thu lan ấy, nó cũng nở vào mùa xuân, nhưng mà nó sẽ có hương thơm khác hơn, bởi vì đặc trưng của nó là nở vào mùa thu hoặc mùa hè ấy, hoặc mùa đông ấy, thì nó nở trước rồi, nhưng có nghĩa là đến mùa xuân nó vẫn nở, bởi vì nó nở thêm một lần nữa. Đấy, có nghĩa, nhưng mà không phải là năm nào nó cũng nở như vậy, có nghĩa là có năm thì từ cái cây hạ hoặc cây thu thì nó nở thành cây xuân. Có nhiều cây xuân lan là có nhiều cây anh chị sẽ thấy là nó không có hương, nhưng như cái cây này là em đang nói là một trong những cây xuân lan và có hương thơm đặc trưng của dòng xuân lan. Thì em sẽ giới thiệu sơ qua về cây địa lan lục thanh hoa này để các anh chị cùng tìm hiểu. Cây địa lan lục thanh hoa này nguồn gốc xuất xứ Trung Quốc, có hương thơm và được nở vào dịp mùa xuân. Cây này thì có thân mầm xanh sạch giống như những cái cây địa lan đột biến của rừng Việt Nam. Nhưng cái lục thanh hoa này thì là nuôi trồng Trung Quốc, bên Trung Quốc người ta nuôi trồng rất tốt, và người ta chơi địa lan là nhiều hơn, nên là nuôi trồng rất tốt, và bên đấy có một cái khí hậu hợp hơn là ở Việt Nam, và bên nó có hương thơm đặc sắc, nên là ở Trung Quốc người ta chơi rất là nhiều. Cái này mình nhập về từ Trung Quốc, bản thân em lấy cái này về cũng lâu rồi, cứ trồng thôi, trồng và nhân giống chia. Chứ Trung Quốc thì mấy năm trở lại đây thì khoảng từ những năm 2017 là em thấy gần như Việt Nam mình không thấy nhập về nữa. Bản thân em ngày trước thì nhập những cái cây này về từ những năm 2014, 2015 ấy. Mấy năm đấy thì em có đi Trung Quốc và nhập về thì vẫn còn có nghĩa là trước cái thời của em ấy, thì có nhiều các anh chị là đã đi và nhập cây này về rồi. Đấy, thế nên là cái cây này thì nó là một cái cây dạng như truyền thống, và chúng ta cứ gọi nên nó là một cái cây địa lan lục thanh hoa bởi vì nó có tên rồi. Và chúng ta không nên gọi những cái tên mà cổ, ví dụ như một số những cây Trung Quốc ấy mà nhiều người rất hay gọi là cái cây cổ, để có nghĩa là thêm chữ cổ ấy. Ví dụ như là một số anh chị cũng nói cái cây này là cây cổ, lục thanh hoa cổ rồi các thứ, nhưng thực ra thì hoặc là một số cây Trung Quốc khác ấy, ví dụ như là cây đại mạc ấy, hoặc là cây mạc biên ấy. Trung Quốc giờ rất nhiều, và cái cây đại mạc mạc biên của Trung Quốc với cây đại mạc mạc biên của Việt Nam mình ấy, cây truyền thống ấy, nó giống hệt nhau, không khác nhau cái gì cả. Còn cây lục thanh hoa này cũng vậy. Cây lục thanh hoa này nó cũng là một cái cây mà cũ, và nhiều người là hay gọi là lục thanh hoa cây cổ của Việt Nam ấy, không phải thế. Cây Trung Quốc thì nó vẫn là Trung Quốc, hoặc là nó như cây đã gọi là có tên ấy, thì mình nên công nhận rằng nó là một loại, chứ đừng gọi là những cái cây mới nhập Trung Quốc về thì lại bảo là cây mới, còn cái cây cũ của mình có nghĩa là nhập từ trước ấy, thì gọi là cổ thì là không đúng, mà bán giá cao hơn là không đúng. Em đánh giá là cứ cây nào to đẹp thì là đắt giá, còn cây nào nhỏ thì nó sẽ rẻ hơn, vậy thôi. Thế nên là anh chị nên chú ý là cái việc mà người ta những cái cây mà nguồn gốc mà Trung Quốc bây giờ trồng rất nhiều ấy, Trung Quốc trồng rất nhiều, ví dụ như thanh ngọc, thanh trường, hay là lục thanh hoa, đại mạc, mạc biên hay cái gì đấy, đại loại rất là nhiều cây mà người ta cứ hay gọi rằng là cây cổ ấy, thì anh chị nên chú ý. Bởi vì về cơ bản là những cái cây Trung Quốc này em nghĩ là nó hoa giống hệt nhau, thân lá giống hệt nhau. Chẳng qua Trung Quốc ấy, người ta trồng tốt thì thân lá nó to đẹp hơn, chứ còn Việt Nam mình trồng kém thân lá nó sẽ không bằng cái Trung Quốc được. Đấy, thế nên là mọi người cần chú ý nhá. Nếu không là sẽ rất dễ là dính là cái trường hợp là người bán là người ta bảo là cái cây lục thanh hoa cổ, ví dụ như cái cây trước mặt chúng ta. Đấy, thì em giới thiệu sơ qua về cây lục thanh hoa này một chút. Cái lục thanh hoa này thân lá nó xanh sạch, thân mầm nó xanh sạch và cần hoa nó cũng xanh sạch, nó là xanh vàng ấy. Đây, cần hoa nó là xanh vàng. Như cây này bây giờ nó mới nở hai bông, còn rất là nhiều cần nữa nó chưa nở. Cây này thì là nó không bị mất cần, nó là hợp lý so với các cây địa lan khác. Đấy, cây này thì em sẽ nói về bộ lá của nó. Lá của nó dài khoảng tầm độ tối đa là khoảng 70 đến 80 cm, có thể ngắn hơn những cái lá ngắn, bởi vì nhiều khi mình nuôi nó còi ấy. Còn những cây mà thân nó vượt trội thì nó sẽ dài khoảng 70 cm. Còn với những cây nhàng nhàng bình thường nó khoảng tầm độ 50 đến 60, 45 đến 60. Đấy, cái lá của cây này ấy, thì mọi người đây, anh chị nhìn cái lá này giúp em đấy. Lá này nó gập này, đến đây gập, đến đây lại gập tiếp này, đến đây lại gập này. Đấy, nó gập rất nhiều. Và cái bản lá của nó là đuôi lá của nó là vặn vỏ đỗ này. Đây, vặn vỏ đỗ, cái đuôi lá như kiểu là cái cây thanh ngọc ấy. Đấy, nó hơi vặn đây này. Đây để em quay gần lại đây. Đấy, anh chị nhìn này. Đấy, cái đuôi lá nó vặn này, hơi vặn kiểu dạng vỏ đỗ. Đây, những cái lá đằng sau này thế này. Anh chị nhìn nhá. Đấy, đuôi lá đây này. Đuôi lá của nó vặn vỏ đỗ. Và lá của nó mặt dưới dạng như sóng tôn ấy. Mặt dưới của nó chứ em không nói mặt trên. Mặt trên của nó là nó chỉ hơi lõm mà thôi, nhưng mặt dưới này anh chị nhìn, mặt dưới này nó dạng hơi sóng tôn, bởi vì gân nó rất là dày, nhưng mặt trên nó vẫn mịn bình thường. Còn mặt trên của nó mà bị lồi lõm ấy, thì là chuyện bình thường thôi. Đấy, còn đa phần thì nó như này. Thì cái hoa của nó thì nó là hoa màu xanh vàng, nở vào dịp em cũng nói rồi, dịp Tết, Nguyên Đán hoặc là vào mùa xuân, thì phụ thuộc vào thời tiết. Nếu như nắng thì nó sẽ nở đúng Tết, hoặc nhuận tháng khả năng nở đúng Tết cao, còn không thì nó sẽ ra vào dịp xuân lan. Dịp xuân thì vào trong khoảng tháng Giêng, từ đầu tháng Giêng đến cuối tháng Giêng. Nó có thể những cây nếu như thời tiết lạnh thì nó sang từ tháng 2 này mới nở cơ. Nhưng mà thường khi mà nở muộn thì hoa nó sẽ kém và nó sẽ không được đạt và đẹp như là cái hồi mà nó nở đúng vào cái dịp mà thời tiết còn sẽ lạnh, bởi vì sang tháng 2 nó đã bớt lạnh đi rồi. Đấy, còn tháng Giêng nó vẫn lạnh và mưa phùn thì địa lan nở nó sẽ đẹp hơn. Đấy, thì đây là cái cây địa lan lục thanh hoa. Em sẽ nói về cái hoa của nó. Hoa của nó thì nó không bị mất cần. Hoa của nó nằm trên mặt lá. Đây là một số lá là nó ngắn ấy, nên nó vặn vẹo dựng lên này thôi. Nhưng thực ra bản chất của nó thì là hoa nó khá là thoát cần. Có nghĩa là nó không bị chìm đâu. Nó không bị chìm nhiều đâu anh chị nhé. Nó không bị chìm nhiều đâu. Như cây này, mấy cây cao này thì nó sẽ, cây to cao ấy thì nó sẽ là cây khỏe và cần hoa cao. Còn những cái cây mà nhỏ thì nó sẽ cần hoa nhỏ. Đấy, còn về cơ bản thì là nó như nhau. Cây này là cây không mất cần. Ví dụ em chỉ nói khóm đầu tiên đây thôi, khóm đầu tiên này, cái lá của nó đây, đây đi kèm cần hoa đấy, đây này, lá của nó mới đi kèm cần hoa này. Đấy, thì hoa của nó là hợp lý, không bị mất cần. Và những cái cần to, thân lá to thì hoa to. Cái này em thấy gần như rất ít khi mất cần và nó không bị chìm cần, nó không bị hụt ở dưới đâu, nó không bị hụt và nó không bị mất cần. Cái bông hoa của nó thì 3 cánh mở đều và 2 cánh đài của nó thẳng, 2 cánh đài trong của nó thẳng ra. Nó hơi mở nhưng mà mở thẳng, chứ nó không phải là mở đây này, nó mở thẳng, hơi mở hé nhưng mở thẳng, vẫn nhìn thấy cái trụ nhụy ở trong. Thì thấy không ạ? Cái trụ nhụy ở trong vẫn nhìn thấy. Khi mà mình nhìn trực diện vào là vẫn nhìn thấy cái trụ nhụy. Nhưng mà về cơ bản là cái trụ nhụy đấy là mình nhìn nó sẽ không được rõ, bởi vì nó mở hơi bé. Anh chị nhìn 2 cánh đài dưới nó bắt đầu chuẩn bị mở này. Đấy, thì nó cũng mở hơi bé thôi. Nó không mở to. Cánh của nó bầu to và bông hoa to, nhưng cánh nhọn và vai hơi xuôi. Đây, như cái bông này vai hơi xuôi, bông này vai bình thường. Đấy, thì đấy là đánh giá của nó. Cần hoa, cái này dạng cần hoa, không cần hoa là hợp lý, không to quá mà không nhỏ. Thì thấy không ạ? Không to mà cũng không nhỏ. Cần hoa nó cân đối với bông hoa. Đấy, một cần hoa của nó sẽ được khoảng từ 7 đến 10 bông. Thường bình quân là nó được khoảng tầm 10 bông. Còn những cái cần nhỏ thì khoảng 7 bông, còn cần to là khoảng tầm trên 10 bông, khoảng gần 15 bông. Thì đấy là cái cây địa lan lục thanh hoa này. Anh chị nhìn và nhớ, hoặc là về sau có thể mở lại những cái video này để xem lại những cái chi tiết của cái cây lục Thanh Hoa này. Dạng lá thì hơi gập răn nhiều này, lá răn ở đây nhiều này, lá khất này nhiều này, lá mềm và trông nó hơi gập gập dạng huyền diệp. Cánh hoa thì to, bông to dài nhưng cánh không, cánh hơi bầu, nó không phải dạng cánh tròn. Cái này là cánh rất là nhọn nhưng mà dài, sai bông to. Thì anh chị có thể để ý thêm một số những cái cây khác nữa để có sự nhận diện thêm về cái cây dòng Địa Lan này. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi ủng hộ em. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những video sau. Xin cảm ơn.